Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món tức là một bày ra một đĩa trái cây các bạn nhé. Với những loại hoa quả khác nhau ấy thì chúng ta có thể bày ra một đĩa trái cây để cho gia đình nhà mình ăn nhé, hoặc là có cỗ có bàn, hoặc là mình có khách đến ấy thì mình với những loại hoa quả khác nhau ấy mình bày ra đĩa cho bạn đẹp mắt. Tiên thì các bạn bổ cho mình quả dứa này nhé. Các bạn cắt quả dứa ra cho mình. Mình sẽ gọt bỏ bớt cái phần lá đi các bạn. Đây, lá mình sẽ cho ra cái rổ này. Thì để cho nhìn cái đĩa nó có trang trí các bạn ạ, thế nên là mình mới để lại phần cái dứa này. Sau đó các bạn cắt bớt cho mình cái phần này đi nhé. Và dứa thì các bạn gọt ra cho mình nhé, để mình bổ cái dứa này ra. Thì các bạn sau khi gọt xong rồi, bây giờ các bạn là cắt cho mình dứa ra nhé. Các bạn gọt thành từng nước. Đây các bạn là còn cái này cho mình nhé, và sau đó mình sẽ bổ ra. Bây giờ các bạn thái miếng ra cho mình nhé, thái miếng vừa phải. Các bạn bây giờ mình sẽ xếp dứa ra các bạn nhé. Các bạn cho mình một lớp dứa và mình sẽ cho một lớp là ổi nhé, để cho mình thái ổi ra. Hoặc là lớp trái cây cũng được các bạn ạ. Rồi nếu mà ổi vào thì nhìn nó không được bắt mắt ấy, thì các bạn cho mình lớp dứa lớp mặn nhé. Các bạn cứ
cày như này cho mình. Các bạn có nho hoặc dâu tây thì các bạn có thể cho dâu tây hoặc nho nhé. Nhưng mình ở quê không có, cho nên là mình muốn cho đĩa hoa quả khi có khách đến nhà nó đẹp hết thì mình thay bằng các loại hoa quả ở quê có sẵn các bạn nhé. Các bạn cứ xếp vòng quanh như thế cho mình nhé. Thì các bạn xong mận là dừa rồi nhé. Thì bây giờ mình sẽ bổ đến hoa quả khác các bạn nhé. Bây giờ các bạn gọt cho mình xoài và thì các bạn gọt cho mình xoài ra nhé. Mình sẽ thái xoài ra. Đây các bạn tách phần xoài ra cho mình. Không có đủ chỗ mình không thể đếm được đặt được các bạn ạ. Các bạn cho lên xoài vào đĩa cho mình nhé. Các bạn có đĩa to hơn một chút đấy thì đây các bạn, đĩa hoa quả của mình sau khi bày đây và mình đã cho một ít ổi lên nhé các bạn nhé. Và các bạn có hoa quả khô ấy, thì các bạn có thể cho thêm một chút ít nhót khô chẳng hạn, hay là ô mai khô đấy các bạn ạ, để cho đĩa hoa quả của mình nó sinh động ấy. Và một ít ô mai táo chẳng hạn, nếu các bạn có thì mình có thể cho thêm nhé. Khi nhiều khách đến nhà thì có cả nam nữ và nhiều phụ nữ thì thích hay thích ăn ô mai. Và những cái ô mai này thì lúc nào có khách thì chúng ta mới bày ra, không có là nó sẽ chảy nước, nó sẽ không được ngon các bạn ạ. Đấy, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách bày hoa quả để khi có khách đến nhà nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Với những món ăn đơn giản và cách bày các loại hoa quả đơn giản nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình Ẩm thực miền quê.